Cô lấy vàng của mẹ à? Bỏ cái khăn ra. Thằng khốn nạn, khốn nạn này. Anh dám giỡn vợ tôi đấy à? Hả? Mày không biết chuyện gì thì đừng có mà hồ đồ. Không biết chuyện gì á? Tôi thấy rõ ràng như này, anh còn trốn cái gì nữa? Bỏ cái tay ra, bỏ cái tay ra. Còn vợ của mày, lấy trộm vàng của mẹ kia kìa. Này 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 này, có chuyện gì thế hả? Nhà có mỗi hai đứa mà suốt ngày gây sự với nhau là sao à? Chúng mày có để tôi ra cái nhà này yên không? Mẹ vào xem đi. Anh có định sàm sỡ vợ con đây này. Mẹ ơi, con không làm. Con thấy cái mi lấy trộm vàng của mẹ nhét vào áo người kia kìa. Mày bị làm sao thế à? 30 tuổi đầu rồi, đi xuất khẩu lao động về, không chịu kiếm công ăn việc làm cho nó ổn định, suốt ngày lông mai lông bông. Bây giờ lại còn dở cái thói sàm sỡ em dâu nữa là sao? Mẹ ơi, tại sao con nói cái gì mẹ cũng không tin con vậy? Này, tôi đã không có một mảnh vải che thân đâu. Hay là bây giờ anh muốn kiểm tra cơ thể của tôi hả? À, con nói linh tinh cái gì thế? Anh ấy đúng là một anh chồng cún biến. Hay là anh lấy vàng của mẹ, xong anh không biết đổi cho anh đổi cho tôi hả? À, cô mà đừng đổi cho tôi. Nói cho anh biết à, anh mà còn đụng vào vợ tôi một lần nào nữa ấy, anh đừng có trách tôi. Đi em. Mẹ. Mày thôi đi. Từ giờ trở đi, mày mà gây chuyện với vợ chồng em trai nữa, đừng có ở cái nhà này nữa. Kìa mẹ. Này, anh thấy vợ anh thông minh không? May ý là em còn chuẩn bị sẵn cái túi này. Không ấy, thằng anh trai của anh ấy nó phát hiện rồi đấy. Quá thông minh luôn, thì cũng kiếm được chút. Thế nhưng mà anh vẫn cay cái vụ chưa đuổi nó ra khỏi nhà. Nhìn thấy cái mặt nó nhá, anh chỉ muốn đấm cho cái vào mặt thôi. Với lại là nó mà chưa ra khỏi nhà ấy, thì cái nhà này lúc nào cũng thuộc về vợ chồng mình. Yên tâm, em đã có kế hoạch rồi. Mà đảm bảo anh nhá, kế hoạch lần này là hơi bị bom tấn luôn. Kế hoạch gì đấy? Bom tấn luôn cơ? Em ý là vợ của anh, em làm cái gì nó phải làm đến tới. Không tới không chơi. À, anh Luân. Sao? Có chuyện gì? Tôi không có nhu cầu để gây chuyện với hai người nữa. Tránh xa tôi ra đi. Anh cho bọn em xin lỗi nhá. Cái chuyện hôm qua chỉ là nóng giận quá, thế nên là bọn em mất kiểm soát thôi. Anh tha lỗi cho vợ chồng nhà em nhá. Cứ người, cứ vu khống cho người khác, rồi nói một câu xin lỗi là xong à? Không phải như thế đâu ạ. Tại là hôm qua mọi người cũng nóng, xong rồi dối quá, nên là mới bị mất kiểm soát. Chứ bọn em cũng có nói gì đâu. Anh thông cảm, bọn em cũng trẻ người non dạ mà. Mẹ, mẹ nói giúp vợ chồng con đi ạ. Thôi được rồi, vợ chồng em nó đã có lời như thế rồi, còn là anh, rộng lượng bỏ qua cho nó đi. Mà chuyện này nhá, dừng lại tại đây. Cấm được đứa nào nói ra nói vào gì nữa đấy. Dạ vâng ạ. Cả con nữa. Vâng, con biết rồi. Mẹ, anh Luân, tối nay là sinh nhật của em, thì mọi người tổ chức tiệc nhá. Được rồi, lâu lắm nhà mình cũng chẳng tổ chức tiệc tùng gì, cứ thống nhất như vậy đi. Tối nay con đi đâu nhớ về sớm để ăn cơm đấy. Vâng. Thích cái gì ấy, thì nhắn tin cho anh để anh mua quà tặng sinh nhật nhá. Dạ vâng. Happy birthday to you. Con thổi nến nha mẹ. Con chúc mọi người là luôn luôn hạnh phúc của nhau. Anh có món quà tặng cho em này. Ôi, anh cảm ơn ạ. Em mở ra đi, lâu lắm rồi anh Luân mới tặng quà đấy. Thôi thôi, tí rồi mở, ăn xong rồi mở. Mở ra bây giờ anh ngại lắm. Ngại cái gì, anh toàn người nhà mà. Em cứ mở đi. Đúng đấy, lâu lắm rồi anh trai của chồng mới tặng quà cho em. Ôi, em háo hức thế, cảm ơn anh nhá. Đây là 1, 2, 3. Đây 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 đây. Cái gì hả? Biến thái à? Sao lại thế này? Thằng bố này. Cái gì? Mày tặng cái gì bọn tao đây hả? Cái gì đây? Tao không biết. Tao không biết bên trong có cái gì cả. Nó rảnh rảnh như này mày không biết à? Hả? Buông ra. Buông ra. Này, mày đừng có mà lên mặt với tao. Tao nói là tao không biết bên trong có cái gì cả. Mẹ, mẹ đuổi thằng chó này đi. Này, tao nhắc cho mày nhớ, căn nhà này là của tao, là tiền của tao đi sang xuất khẩu lao động, kiếm được, tích góp được, mua được. Tao đã gửi tiền về cho mẹ, nuôi mẹ ăn học đàng hoàng, mày không có quyền gì đuổi tao ra khỏi đây. Mẹ, bây giờ mày làm gì anh Luân đi chứ mà. Mày là con không thể nào ở cùng anh ấy được, anh ấy biến thái lắm mẹ. Mẹ nói cái gì? Mẹ
Hai đứa thôi diễn được rồi đấy. Xem đi. Mày, hóa ra là hai đứa chúng mày. Hai đứa chúng mày hãm hại tao à? Thả nó ra đây con. Mẹ nói cho hai đứa biết, anh em trong nhà xích mích là chuyện bình thường, không thể nào tránh được. Cái bát, cái đũa, còn có lúc nó xô. Thằng Luân anh trai con, chỉ là nó hơi lười biếng một tí thôi, chứ không đến nỗi là nó hại anh, hại em trong nhà. Còn hai đứa chúng mày, suốt ngày hết lần này đến lần khác làm mọi cách để hãm hại anh trai chúng mày. Để được cái gì? Người ta có câu khôn ngoan thì đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Tại sao mấy đứa lại đối xử với nhau như thế chứ? Không phải vì mẹ bị mất số vàng thì mẹ đã không âm thầm để lắp camera theo dõi, thì mẹ mới biết được rằng hết lần này đến lần khác hai vợ chồng chúng mày tìm đủ mọi cách để hại anh chúng mày. Từ này thì mẹ chết rồi. Nhưng mà mẹ không còn mặt mũi nào để xuống dưới kia gặp bố các con. Mẹ sống ở trên này, mẹ không dạy dỗ các con đến nơi đến chốn. Mẹ ơi, con xin lỗi ạ. Mẹ ơi, cho con xin lỗi. Anh Lân ơi, em sai rồi, anh tha lỗi cho vợ chồng em nhé. Mẹ ơi, con xin lỗi ạ. Anh Luân, anh cho bọn em xin lỗi nhá. Không. Chắc là do bọn em xấu tính mà. Là lỗi của anh. Anh là anh của hai đứa, mà anh có biết nhường nhịn hai đứa. Anh xin lỗi. Thôi, đừng đổ lỗi nữa. Tất cả là lỗi tại mẹ, được chưa? Bây giờ, vợ chồng thằng Đạt, cái Mi, lấy số vàng đấy mang giả lại cho mẹ. Từ nay, không được đối xử với nhau như thế nữa. Dạ vâng ạ. Bọn con sẽ vào lấy số vàng trả cho mẹ. Kể từ bây giờ bọn con không như thế đâu ạ. Dạ. Luân. Dạ. Mẹ biết cái ngôi nhà này là công sức của con bỏ ra, con làm được. Nhưng mà chỉ có nhà cửa thôi thì chưa đủ đâu con. Còn phải có công ăn việc làm, còn phải phấn đấu thì sau này mới là chỗ dựa vững chắc cho vợ con được chứ. Có như thế thì gia đình mới êm ấm được. Tiền không phải là thước đo của tình yêu, nhưng mà phải có tiền thì người ta mới có thể yên tâm để yêu được. Con hiểu rồi mẹ ạ.